4 tháng là nếu như mà nếu mà em làm đúng ngay từ đầu ấy, tức là mình tiêm huyết tương tiểu cầu vào sau đó rồi mình nẹp nó lại ấy, tổng thời gian nẹp nó 8 tuần là đã tương đối ngon rồi. Và 6 tháng em đá được bóng rồi. Nếu em xem kênh video của anh thì có những trường hợp đứt 80% dây chằng chéo sau cũng cần phải phẫu thuật hay không ấy. Có mà anh livestream luôn em trực tiếp. Em có xem video đấy. Đấy. Kính chào quý vị và các bạn. Tôi tên là Nguyễn Trọng Thủy, bác sĩ chuyên khoa y học thể thao với hơn 10 năm kinh nghiệm chăm sóc sức khỏe cho các vận động viên đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam. Phòng khám của chúng tôi chuyên điều trị những chấn thương, bệnh lý về cơ xương khớp cho tất cả mọi người, không dùng thuốc. Cái gối này em bị đau từ bao giờ đấy? Em đau trước Tết khoảng 1 tháng. Trước Tết 1 tháng? Thì cái tình huống đấy là các bạn ấy tình huống đá bóng thôi. Đẩy sau em chút, em khựu, chọc thẳng cái đầu gối này xuống. Cắm thẳng xuống. Là nó khựu lại, em ra em dừng đá bóng lại luôn. Trước đó thì em cảm thấy cái đầu gối của em nó hơi khập khập, em tưởng sợ vấn đề gì, em đi chụp thì bác sĩ bảo là không vấn đề gì, chỉ bị hơi thiếu cái dịch khớp gối thôi. Qua Tết thì bác sĩ bảo là đứt 1/2. Hôm qua lại gì cả, bác sĩ bảo là gần như hoàn toàn rồi. Thì em không hiểu là đứt 1/2 hoàn toàn. Mấy cả em cảm giác cái khối của em thì vẫn bình thường, chạy thì vẫn được khoảng 2 cây, gần 2 cây, thì cảm giác là cái khu vực gối nó hơi gợn gợn thì em sẽ dừng lại. Còn hiện tại thì em vẫn kiểu tập căng cơ đùi ở nhà, thì khi mà cảm giác cái khựu xuống này thì sai là người mình nặng quá sai thì cảm giác cái gối này bên này nó hơi yếu. Bây giờ em cảm giác cái gối nó yếu thôi, có cảm giác nó lỏng không? Không, vẫn bình thường. Hoàn toàn bình thường. Em vẫn đi em ấy được. Có mỗi vấn đề là khi em tập những cái động tác mà khựu gối thì cảm giác cái bánh chè này nó hơi kiểu khô cục. Trụ ấy thì nó không được, cảm giác hơi yếu đâu. Còn khi đi lại thì các sân em bình thường. Em có quỳ được không? Quỳ được. Quỳ được luôn. Hoàn toàn bình thường luôn. Hoàn toàn bình thường. Được. Em nằm đi. Phía trước này, kéo sau này. Đau không? Không. Không sao anh. Thả lỏng nữa, em thả lỏng nữa. Em vẫn đau, có đau một tí nào không? Người này nó chắc đét này em à. Vâng, bên này nó chắc chắn hơn. Bên này thì nó lỏng hơn. Đúng không? Vâng. Em tự thấy nó lỏng hơn mà. Còn bây giờ em thấy nó bình thường, nó chỉ hơi lỏng tí thôi chứ. Vâng. Nó không ảnh hưởng gì chứ. Vâng. Ừ thế thì thôi, kệ nó thôi. Rồi theo phim từ bác sĩ của em dây chẳng thì sao? Đứt bắn phần dây chẳng cháu sau thôi. Tức là hiện tại em chỉ đứt bắn phần. Đúng rồi. Chút lỏng hơn chút nhưng không sao đấy nhá, dây chẳng cháu trước của em nhá. Vâng. Đấy, nó cực, nó còn này, nó cực thế đúng không? Khi ví dụ như dây chẳng của em nó còn, nó chỉ giật như này này. Nó còn đúng không? Nếu không còn thì nó phải trống luôn. Nhưng mà dây chẳng cháu sau vẫn còn nhá. Có lỏng nhưng nó vẫn còn, đây thả lỏng đấy. Thấy chưa? Nó vẫn cực đấy. Trên cái phim cộng từ đây này, dây chằng chéo sau nó vẫn còn nguyên này. Còn đương nhiên là cái chất lượng của nó là nó kém như phần này. Bình thường cái này nó phải đen xì chứ. Nhưng đây thì nó không bị đen, nó không đen xì nữa. Tức là nó có cái đứt bắn phần. Cái này em chỉ đứt khoảng 30% thôi. Em mình vẫn muốn chơi thể thao. Em chơi bình thường, cái này đó. Trên cái lát này này. Đây là trông này, nó phù đầy hết cả trên này, nó trắng ở ra cái dây chằng chéo sau này. Dây chằng chéo trước kia là còn đen này. Nhìn vào cái lát cắt này là ngã lát này này. Thì đọc ngay là đứt hoàn toàn dây chằng chéo sau luôn. Nhưng mà mình phải nhìn vào nhiều lát chứ không phải nhìn một lát đâu. Nó ít nhất là phải từ 2-3 lát trở lên, 2-3 cái góc trở lên thì lúc đó thì mình mới có thể là mình kết luận được. Thì quan trọng là khám lâm sàng thôi, cái phim nó chỉ để hỗ trợ cho bác sĩ lâm sàng mà thôi. Chứ nó không có giá trị chẩn đoán xác định nhá. Nhìn đây thì vẫn còn, mặc dù là cái chất lượng nó không ngon lắm nhưng mà nhìn thế này vẫn còn. Nếu như ngay lần đầu tiên mà em mà bị ấy, đấy em nẹp, ít nhất là em nẹp nó lại. Mà nếu muốn tốt hơn nữa thì mình tiêm huyết tương tiểu cầu cho nó sao em nẹp nó vào, nó sẽ liền rất là chắc. Nếu em xem kênh video của anh thì có những trường hợp đứt 80% dây chằng chéo sau cũng cần phải phẫu thuật hay không. Có mà anh livestream luôn trực tiếp. Em có xem video đấy. Đấy, nhưng của em cũng đứt đi hơn của anh ấy nhiều. Như cái này chỉ khoảng 30, mặc dù trên trong phim thì rất là kinh, nhưng trên lâm sàng thì thấy nó chỉ 30-40% thôi. Vẫn ok, cái này dây chằng em hoàn toàn đá bóng bình thường. Em chỉ cần bây giờ để một cái khoảng thời gian nữa. Bây giờ thì để trị liệu thì em cũng không cần phải trị liệu nhiều. Em để thêm một khoảng thời gian nữa và em tập cho gân cơ nó khỏe lên để cho nó hỗ trợ cho cái dây chằng này. Và đối với cái dây chằng chéo sau này thì cái nhóm gân cơ nào sẽ là hỗ trợ cho dây chằng chéo sau? Đó là gân cơ tứ đầu đùi, tức là gân mặt trước đùi này. Em tập đá tạ, đá dây chun cho cái cơ đùi nó to đùng lên. Đấy, nó to hẳn lên. Mà đùi của em nó khá là to rồi, khả năng là rất cao là em tập nó sẽ lên, em tập đá tạ nó thật khỏe lên. Thế thôi, song song với cái việc đó là em sẽ hỗ trợ, em sẽ bổ sung thêm một số dòng thực phẩm chức năng. Ví dụ như là collagen tiếp 1 để hỗ trợ cho gân và dây chằng. Cái thứ hai là omega 3 chống các gốc tự do, chống cái việc là thoái hóa thứ phát sau chấn thương. Bên cạnh đó thì đương nhiên là mình phải quản lý vấn đề cân nặng, giảm cân xuống.
Quan trọng là cái chế độ ăn của mình ấy, mình bớt ăn thì nó xuống luôn. Mọi người cứ bảo là giảm cân nó khó, anh chẳng thấy khó gì cả. Cứ nhịn ăn nó xuống luôn. Đầu vào đúng không? Thế thôi. Giảm đầu vào xuống. Giảm đầu vào nó khắc xuống. Thì bác sĩ cho em cái chi tiết về cái chế độ luyện tập hàng ngày đi ạ. Bây giờ em thì bây giờ của em bây giờ đa phần là bây giờ em ổn định rồi nha. Đáng nhớ 4 tháng là nếu như mà nếu em làm đúng ngay từ đầu ấy, tức là mình tiêm huyết tương tiểu cầu và sau đó rồi mình nẹp nó lại ấy, tổng thời gian nẹp nó 8 tuần là đã tương đối ngon rồi. Và 6 tháng em đá được bóng rồi. Nhưng mà vì là bây giờ mình làm không đúng ngay từ đầu ấy, thì bây giờ thì thôi, thì mình cứ uống thuốc mấy cái thực phẩm chức năng kia cũng được. Xong mình tập cho cân cơ nó khỏe lên, cho nó hỗ trợ cho cái khớp gối đấy. Và nếu như mà mình muốn tốt hơn thì mình có thể là mình tiêm một chút thuốc tương tự còn cho nó, nhưng nó cũng không, bây giờ ấy, nó sẽ không giúp cho cái việc làm chắc lại cho dây chằng. Nhưng huyết tương tự cầu hiện tại bây giờ nó chỉ hỗ trợ cho cái việc là chậm lại cái quá trình thoái hóa sau chấn thương thôi. Nhưng của em bây giờ quan trọng nhất của em bây giờ là gì? Tập cho cân cơ nó khỏe lên, giảm cái cân xuống đấy, hỗ trợ cho một số thực phẩm chức năng để hỗ trợ cho cái dây chằng này nó liền hơn, tốt hơn. Dạ, đấy thôi, không cần phải gì nhiều. Nhưng mà cái lộ trình này cũng mất khoảng bao lâu bác sĩ nhỉ? Nếu như em làm đúng được như vậy ấy, thì em xác định được khoảng độ 9 tháng, 6 tháng đến 9 tháng em mới có thể là em đá bóng được. Còn nếu đương nhiên bây giờ em vẫn chạy bộ bình thường được mà. Em không chưa dám chạy. Em chạy đi. Em chạy khoảng 2 cây không rằng nó hơi nhói thì em chưa dám chạy thêm. Thì nó hơi nhói bên trong vì nó thoái hóa bên trong, nó thoái nhói trong chứ không phải dây chằng đâu. À, khi mà bây giờ trong khoảng thời gian này khi mà em tập cao thì em có thể băng nó lại. Cái băng cái gì H5 hay cái gì đấy nó có hai cái thanh kim loại ở hai bên này, hai cái kim loại có bản lề đàng hoàng nhá. Thì nó không trượt ra trượt vào như này này. 4 tháng đã lý ra là bây giờ phải ngon lắm rồi. Thì bây giờ em đeo cái đẹp vào, bây giờ mình đi lại mình tập khi mình chạy ấy thì mình đeo cái đẹp nó vào. Thì bây giờ dù sao nó vẫn còn yếu. Còn đâu là khi mình tập tạ, tập tiếc các thứ để cho gân cơ nó khỏe lên thì mình có thể bỏ nẹp ra cũng được, không thì tốt nhất là trong khoảng thời gian đầu tiên khi gân cơ nó còn đang yếu thì mình cứ nẹp nó vào đã. Xong dần dần nó bỏ nẹp dần ra. Ok bác sĩ. Mình phải bỏ nẹp ra nhé, bởi vì cái nẹp nhá, nó bó vào thì cũng rất tốt thôi, nhưng nó giống như con dao hai lưỡi ấy. Bó vào nó làm yếu chân của mình đi.